Thần thoại Hy Lạp có kể câu chuyện là chiếc nhẫn thần. Câu chuyện ấy là như thế này. Dân chúng đồn thổi là một người mẹ quá có 3 người con. Bà ấy được mọi người quý mến lắm, bởi vì bà ấy đeo trên tay chiếc nhẫn thần. Sự thật ấy được đồn đi, và cũng là một sự thật rất là thực tế trong gia đình của bà. Nhưng có một điều, đó là 3 người con trai của bà không sống với bà được, bởi vì anh em không thuận thảo được với nhau, mỗi người một nơi. Thời gian trôi qua đi, và người phụ nữ quá này cũng qua đời. Được tin ấy, các con trở về để mai táng mẹ. Nhưng khi vừa mai táng mẹ xong, thì 3 người anh em đã tranh chấp để đòi nhận lấy chiếc nhẫn thần ấy cho mình. Giải quyết nội bộ không xong, ai cũng đòi nhận về phần mình, cuối cùng phải đưa ra quan tòa. Quan tòa cũng rất là khó, bởi vì không biết rằng là sẽ cho ai được. Thế thì một giải pháp mà quan tòa đưa ra, đó là mở cái hộp chứa chiếc nhẫn ấy, đựng chiếc nhẫn ấy ra, xem ở trong đó có cái gì để có thể làm bằng chứng rằng chiếc nhẫn ấy thuộc về ai. Khi người ta cho mở hộp đựng chiếc nhẫn ấy ra, thì trong ấy có một lá thư và một lời chúc như thế này, ghi chúc như thế này: các con ơi, không phải là nhờ chiếc nhẫn thần như người ta đồn mà mẹ được nhiều người yêu mến như thế đâu, nhưng là chính đời sống của mẹ luôn nhẫn nại, luôn khiêm tốn, luôn bác ái và yêu thương. Cho nên ai trong các con sống những điều ấy thì là người xứng đáng để nhận chiếc nhẫn thần này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, thì truyền thống đã để lại cho chúng ta một cái câu chuyện gọi là thật là vĩ đại, bởi chẳng hạt mân côi mà Đức Maria đã có trong đời sống của mình. Ấy có thể nói là một bảo vật, ấy có thể nói là một điều quý giá mà ai trong mỗi người chúng ta cũng muốn có ở trong cuộc đời của mình. Nhưng muốn có, chắc chắn chúng ta cũng phải sống như những câu chuyện mà chúng ta vừa nghe về người mẹ ngày hôm nay. Bởi vì Đức Maria là người mẹ của mỗi người chúng ta, trong lòng mẹ cũng vẫn khát mong cho con cái của mình những ân lộc và những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Làm sao có thể lấy được chuỗi mân côi một cách xứng đáng mà mẹ gửi trao cho mỗi người chúng ta? Vẫn là thái độ của sự nhẫn nại. Nhẫn nại với chính mình, nhẫn nại với tha nhân, và đôi khi nhẫn nại cả với Thiên Chúa nữa, thì đời sống đức tin của con người nó mới trở nên vững chắc được. Trong bối cảnh ngày hôm nay, chúng ta thấy nhiều người không còn nhẫn nại trước tình thương của Thiên Chúa, trước sự che chở của người mẹ mà chúng ta vẫn tôn sùng nữa thì phải. Tình trạng khao khát đến nhà thờ cũng rất là điều cần thiết, nhưng rồi cũng có những người gọi là bỏ luôn trong cái hành trình này, trong cái khó khăn này. Làm sao chúng ta có thể nhẫn nại với chính mình để rồi nhận ra được rằng là Thiên Chúa vẫn luôn luôn kề cận với mỗi người chúng ta và ban cho chúng ta những điều cần thiết. Và Đức Maria là sứ thần của Thiên Chúa, là người mẹ của Chúa Giêsu Kitô và là mẹ của mỗi người chúng ta. Chắc chắn mẹ cũng vẫn luôn ở với chúng ta và cầu mong cho chúng ta hãy sống sự nhẫn nại ấy trong đời sống của mình. Đồng thời chúng ta cũng biết nhẫn nại với tha nhân, với anh chị em, với những người kề cận nơi mỗi người chúng ta. Sự nhẫn nại ấy đôi khi nhắm mắt lìa đời thì chúng ta mới kết thúc được, chứ không phải nó chỉ là một ngày, một tháng, 10 năm, 5, 30 năm đâu, có khi là cả cuộc đời. Nhẫn nại với Thiên Chúa để rồi nhận ra được rằng là Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành, và Đức Maria là người mẹ cũng vẫn luôn ở với chúng ta và ban cho chúng ta những điều cần thiết, nhất là cứu giúp chúng ta trong những lúc hoạn nạn này. Vẫn là học cách biết khiêm tốn khiêm hạ
để rồi thấy mình chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Tin mừng ngày hôm nay thuật lại: tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm những gì mà sứ thần nói. Một sự khiêm tốn khiêm hạ, để rồi chính Thiên Chúa đặt để Đức Maria trở nên xứng đáng mẫu gương khiêm tốn khiêm hạ cho tất cả những người tín hữu. Những ai đến với mẹ thì phải mang trong lòng một tâm trạng của sự khiêm tốn khiêm nhường thì mới đến với mẹ và với Chúa một cách đúng đắn nhất, một cách xứng đáng nhất. Đời sống khiêm tốn khiêm hạ đôi khi nó làm cho người ta mất mát, nó làm cho người ta phải khổ sở, nó làm cho người ta phải bị coi thường. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa cả, mà là một thái độ biết nhận mình là nữ tỳ như Đức Maria, biết khiêm tốn trước Thiên Chúa, trước khiêm tốn trước anh chị em của mình, để rồi nhận được ở nơi ấy những cái tình thương và lan tỏa tình thương ấy cho người khác. Cũng vẫn là một đời sống bác ái và yêu thương như Đức Maria, để rồi chúng ta thấy được rằng tâm hồn, tâm trạng của người mẹ, chẳng có người mẹ nào mà không muốn con mình sống bác ái, chẳng có người mẹ nào mà không muốn gia đình con mình nó trở nên yêu thương và yêu thương hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta thấy những bậc làm cha làm mẹ, những người gọi là cận kề với cái chết, nhưng họ vẫn đau đớn trong lòng là gì? Làm sao cho con cái mình nó được yêu thương, đừng tranh chấp, đừng xâu xé lẫn nhau chỉ vì gọi là tức đất tức nhà, chỉ vì đồng tiền to đồng tiền nhỏ, chỉ vì những cái điều gọi là không cần thiết mà đánh mất đi tình anh em, tình cha mẹ, tình ông bà và tình khu xóm, tình người với nhau trong đời sống mỗi ngày. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi người ta biết nhẫn nại, khi người ta biết khiêm tốn, khi người ta biết bác ái và yêu thương, thì chắc chắn một điều, trước tòa Thiên Chúa và trước mặt Đức Maria là đấng bảo trợ cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta mới xứng đáng để tay chúng ta cầm những chuỗi mân côi mà cầu nguyện mỗi ngày. Chắc chắn không phải ai cũng làm được chuyện ấy, nhưng chúng ta cứ hướng đến cái tinh thần sống ấy và cố gắng mỗi ngày, thì chắc chắn rằng là Đức Maria và Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô cũng vẫn luôn đồng hành để mỗi người chúng ta sống trọn cái tấm gương như Đức Maria đã sống và đã nêu gương cho mỗi người chúng ta. Nhẫn nại hơn chút cuộc sống, chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết. Khiêm tốn khiêm hạ hơn, chắc chắn sẽ được gần gũi với anh chị em và những người khác tốt nhất. Và bác ái yêu thương cũng vẫn là mối dây để liên kết sự hòa hợp, liên kết tình người với nhau. Và chắc chắn như vậy chúng ta sẽ xứng đáng cầu nguyện trước nhan Đức Maria, và chắc chắn Thiên Chúa sẽ đón nhận những ước nguyện của mỗi người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, trong khoảnh khắc của những khó khăn ngày tháng ngày hôm nay, bẵng qua mấy tháng trời, chúng ta không nghe được tiếng chuông, chúng ta không nghe được những lời rao giảng một cách trực tiếp, cách này hay cách khác, chúng ta cũng vẫn không để mất đi cái tinh thần đạo đức. Nhưng bắt đầu từ những ngày hôm nay, chúng ta được sống cái sự gọi là thân mật ấy. Chớ gì ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện một cách đặc biệt hơn với Đức Maria, để cầu nguyện cho thế giới này thoát khỏi những cơn hiểm nghèo, chết chóc và mất mát. Trong đó cũng có cả gia đình mỗi người chúng ta ở đây nữa. Chúng ta thêm lòng tin tưởng và chúng ta thêm nhẫn nại trước Thiên Chúa để chúng ta giữ vững đức tin. Và chúng ta cũng hãy khiêm tốn khiêm hạ hơn nữa để chúng ta đón nhận những cái điều mà nó không thích ứng với mình trong đời sống này. Và chúng ta hãy thực thi bác ái với anh chị em của mình, nhất là những người kề cận với người chúng ta. Thiếu thốn mất mát đủ điều, chúng ta dễ mất bác ái với nhau lắm. Và chúng ta cũng dễ xáo xào để mất cái tình yêu thương đoàn kết với nhau trong gia đình lắm. Xin Đức Maria cầu nguyện cho chúng con, và xin Đức Maria trước tòa Thiên Chúa cũng ban cho thế giới này chóng qua khỏi dịch bệnh, để mỗi ngày chúng con biết nhẫn nại, biết khiêm tốn, biết yêu thương và bác ái với nhau mà sống trọn hành trình đời sống đức tin hôm nay. Amen.